Dòng tâm sự thứ nhất, nhìn bố mẹ chồng dùng chiếu đắp cho dễ ngủ, chị chồng liền mua máy sưởi biếu. Nào ngờ chồng tôi đòi đập nát. Bố mẹ chồng đã già rồi, trời lạnh, sức khỏe khá yếu, chúng tôi thì không có điều kiện để mua máy sưởi. Chị chồng biếu cho là tốt lắm rồi, thế mà chồng tôi lại không cho dùng. Chi tiết của dòng tâm sự này ra sao, kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Lúc yêu nhau, tôi thật sự chưa hiểu hết con người của chồng. Đến khi là vợ chồng rồi, thì những tính cách xấu của anh ấy mới dần dần lộ ra. Lúc đầu, tôi còn cho rằng bản thân sẽ uốn nắn được chồng thành một người đàn ông tốt. Nhưng tôi đã sai. Anh ấy luôn cho rằng bản thân mình là đúng và chẳng bao giờ nghe lời góp ý của vợ. Thế nên tôi chỉ biết sống chung với lũ mà thôi. Để thích nghi với con người khó tính khó nết, ích kỷ, chỉ biết đến mỗi bản thân của chồng, tôi phải thay đổi bản thân mình. Những khi anh ấy làm điều gì sai, tôi chỉ được nhỏ nhẹ góp ý. Nếu như chồng không chịu nghe, tôi chỉ đành im lặng, nhắm mắt cho qua, để mặc cho anh ấy muốn làm gì thì làm. Với những chuyện khác, tôi đều có thể cho qua vì nó không ảnh hưởng lớn đến gia đình. Thế nhưng chuyện lần này thì chồng tôi đã đi quá xa. Nếu như không can ngăn kịp thời, gia đình tôi có nguy cơ ra đường sống. Tuần vừa rồi, trời rất lạnh, ban đêm ông bà ngủ không ngon giấc. Cho nên nửa đêm tỉnh giấc, ông bà đi lấy chiếu đắp cho ấm hơn để dễ ngủ hơn. Khi chị chồng đến thăm, thấy cảnh ông bà phải dùng chiếu đắp, liền đi mua cho bố mẹ một chiếc máy sưởi mới. Khi chồng tôi biết chị gái mua máy sưởi cho bố mẹ, anh đã yêu cầu chị phải trả tiền điện, bởi vì máy hoạt động cả ngày, tiêu tốn khá nhiều tiền điện. Chúng tôi sẽ không chịu nổi. Chị chồng bảo tiền ăn uống của ông bà các anh chị đã bỏ ra, chính vì thế tiền điện và tiền nước thì chúng tôi phải chịu. Không chấp nhận được phương án của chị gái, chồng tôi tức giận định cầm máy sưởi đập nát. Nhưng bố chồng đã ngăn cản lại. Ông bảo chúng tôi đang ở trên đất của bố mẹ, nếu như đối xử tệ bạc sẽ đuổi hết ra đường. Những tưởng những lời nói cứng rắn của bố sẽ làm chồng tôi biết sợ. Nào ngờ anh ấy lớn giọng và bảo rằng đất là của ông bà, nhưng nhà là của chúng tôi bỏ tiền ra xây, đố ai được quyền đuổi ra khỏi nhà. Tôi không thể chấp nhận được cách nói chuyện hỗn hào của chồng với bố mẹ. Rồi các anh chị nghe được thì họ sẽ rất tức giận. Tôi khuyên chồng nên xin lỗi bố mẹ và để ông bà tự do sử dụng máy sưởi. Thế nhưng chồng tôi không nghe lời. Anh bảo nếu như tháng tới tiền điện tăng thì ông bà phải tự bỏ tiền túi ra mà đóng tiền điện. Không thể chấp nhận nổi thái độ của chồng tôi, bố nói mấy hôm nữa khi ăn tất niên có đông đủ các anh chị em trong nhà sẽ kể tội chồng tôi và ông quyết định không cho chúng tôi tất đất nào cả. Chỉ vì một chuyện nhỏ mà chồng tôi không nhịn lại làm lớn chuyện như thế. Và bây giờ tôi cũng không biết phải nói sao để chồng chịu xin lỗi bố mẹ một câu, để cho nhà cửa được yên ổn. Dòng tâm sự thứ hai, được chia đất nhưng mẹ kế từ chối nhận và đưa ra một nguyện vọng làm chúng tôi bối rối. Chúng tôi rất biết ơn những gì mẹ kế đã làm cho gia đình. Thế nhưng nguyện vọng của bà khiến anh em tôi khó nghĩ. Khi anh em tôi còn đang đi học thì mẹ mất do bệnh nan y. Ngày trước bố yêu mẹ nhiều như thế, vậy mà mẹ mới vừa mất được vài tháng, ông lại đòi lấy vợ mới. Chúng tôi tìm mọi cách để ngăn cản bố đi thêm bước nữa, nhưng không thể. Giận cá chém thớt, anh em tôi ghét mẹ kế kể từ đó. Rất nhiều lần bố bắt các con gọi là mẹ, nhưng bị chúng tôi cự tuyệt. Những lời mẹ kế nói dù đúng đi chăng nữa, anh em tôi cũng không nghe và luôn cãi lại bằng những lời rất khó nghe, thậm chí là có phần rất vô lễ. Những khi có mặt bố thì chúng tôi đối xử rất tốt với mẹ kế, nhưng lúc không có mặt ông thì anh em tôi lại trở mặt. Những lúc đó mẹ chỉ biết im lặng và khóc,
còn chúng tôi thì cảm thấy hạ hê vô cùng. Đến khi chúng tôi lập gia đình và bố bị bệnh, thì lúc đó mới hiểu được tầm quan trọng của mẹ kế. Mỗi lần anh em chúng tôi về quê, mẹ luôn dành dụm những món ngon nhất để cho chúng tôi mang đi. Bố tôi bị bệnh 2 năm, nếu như không có sự chăm sóc chu đáo của mẹ, thì chắc chắn chúng tôi sẽ rất cực. Hiện tại, bố tôi đã mất được 3 năm, mẹ kế năm nay đã ngoài 70 tuổi. Sức khỏe của bà không còn được như trước nữa. Hơn 30 năm qua, mẹ kế đã toàn tâm toàn ý lo cho gia đình tôi. Vì muốn chăm lo tốt cho các con của chồng, nên bà không muốn sinh con. Chúng tôi cũng là những con người biết suy nghĩ. Mẹ kế sống đạo đức, nên con chồng không thể thờ ơ được. Năm nay, chúng tôi được nghỉ Tết sớm nên quyết định về quê ăn Tết với mẹ kế và cũng muốn họp gia đình để bàn bạc chuyện chăm sóc cũng như phụng dưỡng bà lúc cuối đời. Đất của bố mẹ tôi để lại khá rộng. Anh cả muốn chia cho mẹ kế một suất, phần còn lại sẽ thuộc về ba anh em tôi. Thấy anh cả chia khá hợp lý, tôi bảo đất đã thuộc về mẹ kế, thì những lúc khó khăn bà có thể bán đi để lấy tiền lo dưỡng tuổi già. Anh em tôi không ngăn cản. Thế nhưng mẹ kế buồn rầu, bà bảo sống một mình khổ sở lắm. Nhiều lúc ốm đau muốn nhờ người mua viên thuốc cũng rất khó khăn. Bà không cần đất đai của gia đình chồng, mà chỉ muốn những năm cuối đời được sống cùng với con cháu. Anh cả bảo nếu như ai nuôi mẹ kế thì sẽ được phần đất của bà. Nhà anh cả thì đang ở chung với bố mẹ vợ. Anh thứ hai thì nhà hẹp lại đông con, các con sẽ gây ồn ào, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe cho mẹ kế. Nhà tôi thì chồng tôi rất khó tính, gia trưởng và nóng nảy. Anh ấy hay quát tháo vợ con. Tôi sợ anh ấy sẽ gây khó dễ cho mẹ kế. Anh em tôi rất khó xử, không biết phải trả lời mẹ kế như thế nào nữa. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua hai dòng tâm sự mà kênh vừa mới chia sẻ, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Nếu như cảm thấy yêu quý kênh và thích những câu chuyện tâm sự, thì cô chú anh chị và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và nhấn thêm cái chuông bên phải để cô chú anh chị và các bạn có thể đón nhận những câu chuyện tâm sự mới nhất. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều.